Dạ, trong đây có nước dừa. Đúng rồi, có nước dừa thì nó sẽ thơm hơn. Nhưng mà nếu mà mình nấu tôm dâm nữa thì nó lại giống như của Thái. Cho nên mình muốn nó có một cái gì đó thay đổi khẩu vị cho nó mới lạ. Cho nên mình mới thêm một chút gia vị Hồng Kông cho nó thơm hơn, nó tức là trong hơn. Đây là có thêm hương vị Hồng Kông. Sawadikap, cáo trình quá kháng dị, kính chào quý khán giả. Hai, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phim Food Travel. Hiện tại thì Phú và Mèo đang ở trên cái chung cư lâu đời là chung cư Ấn Quang ở đường Bà Hạc, quận 10. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức, mình cũng không biết nói làm sao bởi vì nãy mình nói vừa nói tiếng Thái mà vừa nói tiếng tiếng Trung. Tiếng Trung và Trung Lai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức món gọi là bún Thái kiểu Hồng Kông mới vừa xuất hiện gần đây không lâu, nên là nhanh chân để đến đây để giới thiệu cho cả nhà xem như thế nào. Đây mình nhìn qua xuống là sẽ thấy liền. Thì cái hẻm này là hẻm 193 Bà Hạc, 002 Lô E, chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10. Thì mọi người cứ đi từ ngô 3 tháng 2 rồi Lê Hồng Phong quẹo vô đường Ngô Gia Tự, vừa gặp Bà Hạc quẹo vô Bà Hạc chạy thẳng hoài, gặp cái hẻm 193 quẹo vô cái hẻm đi thẳng cái là tới, thấy dễ, rất là dễ luôn. Còn bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà chúng ta xuống tìm hiểu món bún Thái kiểu Hồng Kông này như thế nào. Mình thấy gì có bò Mỹ rồi cá hồi Na Uy nữa, thấy cũng khá hấp dẫn. Rồi mọi cả nhà đừng quên like, share cũng như lỡ nhấn subscribe nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hên là mấy chung cư này lên được chứ mấy chung cư giờ làm gì có lên được. Bây giờ là trước mắt cả nhà, đây là cái menu của quán bún tôm dâm Hồng Kông 35, 45 và 55 ngàn. 45 là có bò Mỹ, 55 là cá hồi Na Uy. Thì không biết là trong đó là chắc là sẽ có đầy đủ luôn những nguyên liệu khác hay sao. Không gian quán thì nhỏ nhỏ vậy thôi. Xe thì chúng ta sẽ để ở ngoài. Nếu mà đông thì có thể chỗ này sẽ không đủ chỗ cho cả nhà. Không gian bếp hơi nhỏ. Cả nhà ơi, thì chị đang làm hai tô nè. Hai tô mình đang làm là hai tô gì vậy chị? Hai tô bình thường á. Là 35 ngàn á hả chị? Dạ, mình sẽ có những gì trong đây chị? Cá viên nè, ốc nhồi ba sa nè, tôm, mực, bò, cá. Mực bò, cá. Đây là nồi nước lèo, một bên trụng, một bên là nước lèo cho cả nhà. Cái cá viên với ốc nhà ba sa là mình lấy về phải không chị? Dạ đúng rồi. Thôi là chị múc nước ở trên, chị bỏ lên cái nồi chị nấu thêm lượt nữa hả? Dạ đúng rồi, mình làm cho nó thiệt là nóng lên. Khách ăn xong cái tô vẫn còn nóng. Đặc biệt đây. Rồi.
cả phi nữa nè cả nhà. Rồi. Wow, nồi nước lèo nè cả nhà ơi. Quá trời nguyên liệu ở trong đây luôn. Xả lá chanh. Chắc là có nhiều nguyên liệu, có nhiều cái mình không biết, mình phải hỏi thôi. Có hình như là mình thấy là có chỉ có hai anh chị thôi, cho nên là không có người phụ. Vì vậy là coi như là cả nhà tới đây thì có gì chịu khó một tí xíu nha. Chị mua về nè. À, chị mua về. Chị mua tô gì vậy chị? Đó bún này nè. Dạ, là tô 35.000. À, 35.000. Dạ, chị ăn lâu chưa? Ngày nào, hình như ngày nào cũng ăn hết. Trời ngày nào cũng ăn luôn, là chị ăn. Chị ăn. Hay vậy. Em cảm ơn chị. Phu thấy ở đây là có lô ship Foodie và Now Food luôn. Chào anh chị. Dạ, cho xin phép em hỏi anh chị tên gì ạ? Dạ, em tên Tâm. Dạ. Chí. Dạ, anh Chí. Dạ, anh ơi, hình như là em mới biết là quán này là mình mới mở gần đây đúng không anh? Đúng rồi, mình mở được khoảng gần 4 tháng. Gần 4 tháng. À. Ủa, em thấy có chi nhánh nữa là mình còn chi nhánh nào không? Không, mình bún tôm dâm thì mình không có chi nhánh. Nhưng mà trong tương lai mình muốn có chi nhánh, cho nên mình để như vậy để sau này mình có chi nhánh mới á. Mình để lên thôi. Mình để trước vậy hả? Để trước. Vậy là dự định mở xa hơn. Với là giờ là cho em hỏi là cái giờ bán của mình nó sẽ như thế nào anh? Thường thì mình bán từ 7:30 sáng cho đến 13:00 chiều. Giờ trong đây có nước dừa. Đúng rồi, có nước dừa thì nó sẽ thơm hơn, nhưng mà nếu mà mình nấu tôm dâm nữa thì nó lại giống như của Thái. Cho nên mình muốn nó có một cái gì đó thay đổi khẩu vị cho nó mới lạ. Cho nên mình mới thêm một chút gia vị Hồng Kông cho nó thơm hơn. Tức là trong đây là có thêm hương vị Hồng Kông. Cho nên nó có sự khác biệt một tí. Thì nó là gọi là bún tôm dâm Hồng Kông. Nhưng mà ở trong đây là có cái gì vậy anh? Lá chanh mình có là lá chanh, xả riêng. Riêng. Đó là ba chủ đạo. Ba cái chủ đạo. Từ từ thì cái nước thơm nó sẽ ra. Dạ. Ở trong đây là các loại nguyên liệu hải sản nè cả nhà. Thì vô đây mình nè. Em thấy là mình có là gì bò Mỹ, cá hồi Na Uy, cái giá vậy thì nó sẽ như thế nào vậy? Tại vì mình bán cái này á, là mình thấy mình có một cái món ngon, cho nên mình muốn là đưa ra cho mọi người dùng ở cái mức giá là thấp nhất. Cho nên dù nó là bò Mỹ hay cá hồi Na Uy thì mình cũng vì cái đam mê chứ không phải là vì cái lợi nhuận nhiều, cho nên mình bán nó giá nó mềm một chút. Tức là em thấy là thay đổi giá thì tức là cái tô 35 đã có những cái nguyên liệu đó. Bây giờ 45 và 55 sẽ có thêm cá hồ và Na Uy và những cái nguyên liệu kia là những giữ nguyên đúng không anh? Chẳng hạn như tô 35 á, mình thêm 2 cuộn bò Mỹ. Nó tương đương với 40g nhưng mà mình chỉ tăng thêm có 10.000 thôi là 45. Còn tô Na Uy là có bò Mỹ luôn không anh? Tô Na Uy thì nó giống như là tô 35 vậy đó. Mình có thể thới thêm một con tôm hoặc là vẫn để cá phi lê. Sau đó mình thêm một miếng phi lê cá hồi thì nó trở thành là tô 55. Giờ em muốn là cái tô, giờ em muốn ăn tô 55 á, mà nó vừa có cá vừa có bò thì mình tính nó vẫn 55, tại vì tô 55 là nó tổng hợp tất cả những cái đồ ăn trên đây. Rồi, anh làm giùm em cái tô đó đi. Rồi bây giờ là cái tô của mình 55.000, vừa có cá hồi đầy đủ luôn. Chắc là hỏi anh chị là có học bếp không hay là tự mình ra này mình mở mình bán? Tại vì ngày xưa là mình có làm ở Quay Blast á. Thì thường xuyên là mình được ăn thử với hai ông chủ. Ông chủ là những người mà thường xuyên thay đổi những cái món mới cho Quay Blast và nghiên cứu phát triển những cái món mới. Cho nên hai ông chủ mới qua Hồng Kông và ăn một cái món súp tôm càng, nó màu nó đỏ như vậy nè. Mà là tôm càng nó đựng trong cái súp á, và mình húp nó rất là thơm, nó cũng có thơm mùi béo vị dừa nhưng mà nó lại không có chua. Mình ăn mình thấy cái này nó hay quá, nhưng mà nếu mà nó chua giống bún Thái thì nó rất là ngon, nhưng bún Thái thì không có vị thơm của cái súp tôm càng đó, cho nên mình mới phối hợp giữa cái súp tôm càng theo tôm dâm của Thái để mình làm ra cái vị bún Thái bún tôm dâm kiểu Hồng Kông. Đó, cả nhà thấy là bây giờ ở đây là ăn kèm nữa là kèo nèo và rau muống trụng
nước lèo lại được nấu thêm một trên một cái nồi nấu lại để cho nó sôi hơn. Cô để xe đâu chị cô? Dạ là có liền không? Một tô trước thôi nha chị. Em quên. Dạ. Mình để xe đây có người dắt liền à? Tôm hai con tôm là tô 55.000 rồi. Để đây ha. Dưa bò Việt, dưa bò Mỹ luôn hả chị? Nếu mà mình ăn cá hồi thì để đúng không? Mẹ muốn bò Mỹ luôn được không? Dạ được, vậy là bò Mỹ nha. Nhưng mà là cái giá như thế nào? Nếu mà mình bỏ bớt một con tôm ra mình thêm một bộ bò Mỹ thì giá vẫn nằm. À dạ rồi. Rồi bớt con tôm cũng được, lấy cái bò Mỹ với em. Bớt một con tôm mà thay cá phi lê vô. Không, thay bò Mỹ. Bắt đầu mình chung. Nói chung là bò Mỹ có cá phi lê. Ừ. Chị cứ bán đúng nha, để em ẩn áo em đúng giá cho mọi người thử cái tô. Đúng rồi. Cái không ăn tôm thì mình thêm một miếng bò Mỹ. Bò Mỹ vẫn được. Giá cũng như vậy. À, nói chung là 55.000 thì cả nhà cũng có thể ăn đầy đủ hết mọi thứ. Dạ. Vừa cá hồi, vừa bò Việt và bò Mỹ. Dạ. 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 Bò Mỹ với lại cá hồi là mình cũng như là em thấy là mình nãy mình ghi là hàng của công ty đúng không chị? Dạ đúng rồi. Nói chung là yên tâm. Có mực baby nữa nè. Đó. Rồi xong rồi quý vị. Rồi cảm ơn. Rồi. Tới giờ ăn sáng rồi cả nhà ơi, nãy giờ quần quật cả tiếng đồng hồ à, tại vì phải đợi khách để cho dễ quay cho cả nhà. Thì bây giờ mình chia sẻ lại một tí ha, tại vì có mi chưa? Có rồi. À, thì anh này sẽ bán quán ở đây là 2 khung giờ, 8 giờ cho đến khoảng 1 giờ là nghỉ trưa, tới tầm 3 giờ rưỡi bán tiếp cho tới tối luôn, tối khoảng 8-9 giờ. Rồi thì bây giờ Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức bún tôm dung kiểu Hồng Kông. Đây là tô 55.000, có mực baby, tôm, cá hồi Na Uy, bò Mỹ, hôm nay bò Việt, bò Mỹ bên đây, cá viên và chả cá ốc ăn với kèo nèo, rau muống, tỏi vi. Ở đây sẽ có hai loại nước chấm cho cả nhà, đó là một cái loại là ớt xanh và mắm me. Giờ Phú thử cái ớt xanh nha. Đó, đặc ngọt thiên về cái vị chua một tí xíu, nó có hậu nó có ngọt. Mắm me này thì cái vị mắm nó thiên nhiều hơn, cái me nó vị nó thanh khoản thôi. Và đặc biệt là ở đây có một cái hũ sa tế, mình có hỏi thì mình nhìn thấy nó cũng rất là hấp dẫn nè. Thì ảnh có chia sẻ là cái này là để hồi trước trước ảnh làm trong quay ballet á, là cái này là để ăn với tim sum. Mình bỏ vô đây pha đây nè. Lát hồi nếu mà mình nếm xong rồi mình có thể nêm vô trong cái nồi cái tô này cho nó ngon. Giờ một miếng nước lèo thái tôm dùm Hồng Kông. Wow, rất là đậm đà luôn, vị chua nó đi qua thanh thoảng, xong rồi đó đi xuống cái hậu nó sẽ là ngọt ngọt béo béo ngon á. Bây giờ mình bỏ thêm thử sa tế vô nha, tăng thêm cái vị. Làm liền canh nè. Ừ.
Em sẽ tới nó thơm quá. Cái sẽ tới nè. Còn cái sa tế nó có tỏi nữa. Ở đây có bán nước trà đá 2.000 và nước ngọt có cái loại chanh xả nữa, anh bán là 5.000 một ly. Nhưng mà hơi khó rảnh à, anh chắc anh sẽ kiếm thêm người, chứ mà vừa hai vợ chồng mà vừa làm nước mà vừa này là bán nó sẽ hơi bị mệt á. Vô ổ hả? Ổ quay đi. Được rồi, cho quay. Chả cá ốc chấm gì á? Chả cá ốc, bây giờ chấm ớt xanh đi. Ở đây có mì gói nữa nha, cho ai không thích ăn bún mình có thể ăn mì nha cả nhà. Anh nghĩ là cái này nè, nó có vị chua cho nó sẽ ra chất thái một chút. Nó gì nữa giờ sao? Hai viên mắm me nha. Cái sa tế này ngon lắm cả nhà, nhớ bỏ nhiều nhiều thơm. Ăn bỏ trong nước thì nhiều chút xíu được, mà bỏ trong cái mắm me á nó nhiều quá như mình á nó bị hơi mặn. Nước đậm đà ngon nữa. Mẹ ăn cũng được này hả? Thôi mẹ nghĩ vị này cũng dễ ăn mà. Sáng rồi. Bò Việt. Thịt bò tươi thích. Có lẽ thịt bò tươi. Nói chung là ngoài những cái như là anh lấy ở công ty như là cá hồi, bò Mỹ và rồi cá viên với chả cá ốc thôi. Còn như là mực hay là tôm rồi bò cái bò Việt á thì là hoàn toàn là nó tươi chứ không phải là hàng của công ty, của cái bò Mỹ luôn. Cho em cái hương vị như thế này. Đây nguyên miếng. Vừa nạc vừa mỡ. Chấm hả? Chấm. Mắm mè. Mềm. Thơm quá. Thơm mùi bơ. Cái bò Mỹ đó cả nhà. Làm miếng rau. Con bu đầu con cả nhà. Nó bị nhốt nên nó la hồi nãy giờ quá trời. Nó nhìn ở đây á. Ăn thử cái bò Mỹ này nó thơm. Cái gì? Mày đang dính. Cái bò Mỹ nó thơm lắm. Cá hồi Na Uy. Nãy lúc mà mình, tại vì trong lúc mình đợi quay á thì ảnh là cái cá hồi này nè, ảnh đang đợi giao một cái hàng mới tới cho nên cái miếng này hơi nhỏ. Nhưng đúng là cái miếng thì nó sẽ hơi to hơn một tí. Anh cũng có xin lỗi. Ủa trong quán chả cá. À. Thấy em có rau. Tính là tô 55.000 đúng không? Ừ, chất lượng á. Trong cái thành phần nãy giờ mình ăn á thì mình chỉ không hài lòng cái này thôi. Chả cá này. Chắc mình kêu anh kiếm cái nơi nào lấy lại chả cá ốc ngon hơn. Để ăn này cảm giác nó không có vị cá nhiều. Cái cá viên thì còn có. Nhưng cái chả cá ốc không có. Ngoài ra các nguyên liệu còn lại thì đẹp.
cá này nè, và bò là lấy công ty, nhưng mà nó tươi là điều đảm bảo. Và tôm nha bạn. Ừ. Tôm nhỏ quen thuộc quá. Sao nó nói không? Nói chung á, nhà nó bị Hồng Kông đó. Cái nước này nó thơm lắm. Và cái hậu vị nó thơm, nó giữ được cái ở trong cái miệng của mình. Nó vẫn giữ được cái hương vị tôm dùm Thái. Nước nó như đó. Đúng không? Nó béo béo, hậu ngọt, rất là vừa phải luôn. Vừa hấp vô cái vị chua, nó sẽ đi qua cái đầu lưỡi của mình, xong nó xuống là cái để lại cái dư vị ngọt đó, cái vị béo thơm thanh khoản, tuyệt vời. Ai mà trước giờ chưa thích ăn bún Thái á, sợ cái vị chua á, thì ở đây em nghĩ là ăn thử đi à, tại vì nó có cái béo ngọt nữa dễ ăn. Quán rong quá trời mà nhỏ lắm, không gian hơi nhỏ. Nó nhỏ là do mình ngồi chiếm bãi đó. À mình cũng ngồi chiếm bãi nữa. Chiếm một bàn. Chiếm chứ không một bàn nữa. Con tôm thì không to không nhỏ, vừa phải. Rồi. Ủa còn mực baby. Quá trời. Rồi vào đây. Cho đã. Em mập. Quay mập qua từ từ. Nhiều người khoái con mực nữa, nhìn trông tròn mập dịch. Bé bé xinh xinh. Nhỏ nhắn. Rồi, cũng vô miệng đó. Y như mình. Vô miệng. Rất là nhỏ nhắn. Rồi. À, xin lỗi cả nhà, thì hồi nãy là cái này là đúng nghĩa là nước mắm, bởi vì mình mới nói ổ sao mắm me mà mình thấy vị nước mắm nhiều quá, thì là còn một chai mắm me nữa mình không biết. Đây mắm me ở đây nè cả nhà, cái này chắc phải sa tế chấm mình nghĩ cho ngon đó. Mình thử luôn cái này. Cái này mới ngon nè. Cốt mắm me đậm đà luôn. Đơm cái này chấm, chấm hải sản tuyệt vời luôn á. Rồi. Rồi từ từ nha. Để mình lấy chấm miếng thịt ở đây. Chấm cái mắm me pha với sa tế cũng ngon. Nãy hàng gì bị mặn là pha sa tế với nước mắm. Ngu ghê. Okay. Rồi xong rồi, no sai rồi cả nhà ơi. Đã lúc phải chào tạm biệt cả nhà rồi. Thì đây là một địa điểm mới mở cách đây 4 tháng. Thì mình nghĩ là ai ở gần đây hãy tranh thủ qua để thưởng thức thử, để đi lỡ nó đông quá, lúc về sau lúc đông quá mình không có đợi phải lâu. Nói chung là hương vị ở đây là nó riêng biệt và nó đậm đà thêm một rất, rất là riêng. À, ngoài các nguyên liệu mà như nãy mình nói á, thì nói chung là cá viên thì ok, còn cái chả cá ốc thì chưa, nó không có vị cá nhiều. Còn ngoài ra các nguyên liệu còn lại thì nó tươi à, thì mình chỉ bị lỗi nãy cả nhà, xin lỗi là cái mắm với mắm me mình đói quá mình cũng phân biệt nên bị lộn luôn. Mình nếm xong mình cũng không nghĩ, cứ nghĩ đó là mắm me, nó không có vị me. À, mọi người là coi như là ba nước chấm, nước mắm, ớt xanh và mắm me, mọi người ăn mắm me đó, còn nước mắm thì nó bình thường rồi. À, mình có thể đặc biệt nhớ ăn cái sa tế nha, tại vì cái sa tế nó sẽ giúp tăng cái vị ngon hơn nữa. Rồi, rất cảm ơn cả nhà, cô chú, anh chị cùng với các bạn đã theo dõi clip nãy đến giờ. Luôn nhớ một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp.